Lỡ cái hoa dính sao? Chết cục sên. Đâu? Cho chai nước lọc. Dính thiệt rồi đó. Tạm thưởng cho cục sên. Con luôn nè. Ờ, hay vậy. Em đục hang này hai con luôn nè. Hai con luôn anh ba. Hai con luôn. Dạ hả? Chỉ hai dính được hai con rồi ha. Nè, hai con để đụng với lên chứ. Đây, 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 tới liền. Hai con luôn hả? Thấy không? Một con bự luôn nha. Một con, nè, đang có nè. Wow, dữ vậy? Đây là một con cặc. Cảm ơn thầy. Chào cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh của Lo Nhãn nha. Thì lời nói đầu tiên cho các bạn gửi lời chúc sức khỏe cũng như là một ngày mới thật là tốt lành đến cô chú anh chị nha. Hôm rồi gia đình anh cũng có làm một chuyến trải nghiệm ở ngoài sông, thì cũng nhiều cô chú anh chị cũng rất là thích, thì cũng yêu cầu là làm nữa. Thì hôm nay gia đình anh cũng sẽ tiếp tục làm một chuyến nữa. Thì bây giờ anh cũng xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo chân cả gia đình anh nha. Gia đình chào cả nhà đi. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Nhiều tay bữa nay chào sung quá trời luôn. Không có hai. Dạ, đặt rồi, không có con hai. Thì không có hai tiếc quá trời tiếc luôn. Thì đặt này sẽ có con hai nữa. Dạ cả nhà ơi, thì sau chuyến đi lần trước á, thì gia đình con cảm thấy rất là nhiều niềm vui và thú vị khi mà được đi trải nghiệm vậy luôn. Thì hôm nay á, nhân dịp cuối tuần Úc Tây cũng được nghỉ đó, nên là gia đình con quyết định làm thêm một chuyến trải nghiệm ở trên sông nước nữa. Để giống như là trước là để cho Úc Tây có được một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, và sau là để cho gia đình con có được một cái bữa ăn thật là mát mẻ ở ngoài sông nước vậy luôn. Giờ trong ngoài cô chú anh chị và các bạn cùng trải nghiệm với gia đình con xem hôm nay gia đình con có thu hoạch được gì ở trên sông nước vậy không nha. Dạ, có ai? Dạ, chưa có. Nghe nó ăn rồi nè. Phải quay lên giờ sắp lại rồi. Nó chừng quá kìa. Sao phải lắm? Mấy giờ cái nghỉ à? Nhây quá rồi kìa. Mấy cá hường dạnh. Chắc là cá hường dạnh đâu á. Đâu, chim trắng thôi, chim trắng là ăn ổn lắm. Cậu hai bấm mồi lại đi con cậu ơi. Thì bữa nay vợ tay tiếp tục là cây cần câu cũ. À, nãy giờ Thành cũng đang tranh đua với ông cậu thôi. Ông cậu dính trước là vợ tay dính trước qua cái cục mồi của ông cậu bóc lại đi. Thì bữa nay mình đi nguyên một cái chiếc này kêu bằng chiếc chẹt hả mà. Chiếc phà nhỏ để qua đưa khách qua sông đó không? Cái chiếc phà này nè cô chú anh chị là cái chiếc phà mình thường hay đi chợ mình phải đi qua nè cô chú anh chị. Thì bữa nay là cũng ngay cái ngày nghỉ thì mình cũng có mượn của anh lái phà. Mình quá duyên. Đi chiếc phà này thì thấy nó dạ. Thoải hơn chiếc vỏ. Dạ. Mà an toàn nữa. Dạ, đúng rồi. Bữa nay mình không có áo phao nhưng mà mình có phao cả nhà ơi. Dạ. Dạ. Mình mượn chiếc phà thì cũng có cái phao sẵn trên phà. Lại coi con nhóm lửa vậy. Coi đi. Bữa nay ăn câu cá được thì người đó giỏi nha. Dạ. Bữa nay có ông cậu nè, bữa nay thấy sôm quá ha ông cậu. Dạ. Này vui quá. Bắt yêu cầu dính được con cá rồi đem lên nướng liền à. Chiến trước đi cậu hai vui quá chừng luôn cậu hai. Mà chiến trước giống như cái vỏ nó nhỏ quá nhỏ. Trời cậu hai không dám đi. Bởi vậy chuyến này quyết định là làm nguyên một chiếc chẹt bự vậy luôn. Trời cậu hai đi thoải mái luôn. Cho nó dưỡng vàng á, đi mình
an tâm nữa. Như cái chiếc vạt này là của chú anh chị, là nếu mà cô chú anh chị mà ở xa có về muốn đi là Thành sẽ mượn người sẽ chở cho cô chú anh chị đi luôn. Như chiếc này đi là tầm khoảng mười mấy người là khỏe ha cậu? Mấy 15 người đi được. Dạ. Này cuối tuần đi câu này im không giao tay? Nãy giờ lúc làm giao tay ngồi chỉ chứ hai câu á. Giao tay chỉ thứ hai là cái cần nó giật giật ở đâu là có cá đó. Thứ hai còn thua ống tay nữa chứ hai không biết. Là rồi là giao tay câu là dính trước tiên hay gì đó. Đúng rồi, bởi vậy giờ có kinh nghiệm rồi nè. Đó, cái cần mà nó giật giật ở đây nè là có cá đó chứ không phải giật ở đây đâu nghe chứ hai. Sao ở tay có cá chưa? Cô chú chị mà thấy cái chiếc phà đang chạy đó cô chú chị. Phà đó là phà Long Phú. Thì ở bên đó là ở bên bến bên kia là Long Phú. Còn ở bên bến bên đây là Cù Lao Dung mình. Thành thì ở bên đây, bên Cù Lao Dung. Thì đây là một nhánh của sông Hậu này cô chú chị. Đây là cái cửa. Cửa này là ra cửa biển Trần Đề. Dạ. Thì lúc nãy qua ở ngoài quá trời mưa luôn. Rồi gia đình Thành thấy chạy ngược trở vô khúc cây cầu này nãy đường mình ra này cô chú anh chị. Yeah. Chuyển qua cho ông cậu chạy rồi. Bây giờ mình chạy ngược về đây mình ghé bẻ bận. Xong rồi chút mình chạy ngược ghé bẻ bận đây. Rồi xíu mình sẽ chạy ngược về trên cái bãi trên. Nếu mà nước cạn thì Thành với ba sẽ xuống kiếm thục ít cá về mình nấu bữa cơm luôn. Chứ bữa nay là thất thủ rồi cho anh chị rồi. Rồi đưa tắt đi cậu. Rồi nhóc luôn. À quá trời trái luôn rồi cô chú anh chị. Ơ bạn này bạn gì đó? Bạn này bạn gì đấy? Đây đây. Bạn được. Em đéo quằn cho con bé ha. Nhóc luôn mày ơi. Cái trái này mới là trái bằng dốt nè chứ. Đây con tắt nha. Bé cái leo qua cũng tắt ra bà lọc. Cái bằng này bằng dốt gì lão à. Mẹ cái giống bằng này bằng gì lão á mẹ. Nó xanh giòn luôn. Dạ. Bằng ổi rồi bằng sẻ nè. Quá trời thơm luôn. À trái này nó chín quá nó hư hay gì chứ. À. Em làm trái muối liền à. Chưa chín cưng ơi. Chín hả? Thơm à, thơm chưa. Nhưng mà trái này thì nó quá dốt à. Rồi con nấu thành nó đẹp, nấu thành quá là đẹp luôn à. Cái wow. Bằng này giờ có giá lắm đó Thành. Có giá hay chứ? Nhiều không? Biết nhiều chứ? Cái 40 ngàn á. À. Sao chứ biết? Chứ hai người ta bán á. Bữa nào chắc mình đi bẻ bằng bán luôn quá à. Ở đây trái bự quá nè. Đâu mẹ? Dạ, trái chín quá hư rồi mẹ. Trái chín nó hư rồi. Trái trong mình ngoài đó giống nè mẹ ơi. Ủa trái nó bị sao hả? Ừ, thì chết đó, con nói chết đó hư rồi. Cái bị da nó không được đẹp mẹ. Nó bị da cám nha. Bị da cám. Bẻ à. Bẻ trái nào là mắc ngửi trái đó. Gắn bẻ bận đi rồi xíu về mình lên bãi trên. Nếu mà nó lòi cái bãi lên, nước cạn lòi cái bãi lên thì mình đi thục cá hả con? Thục cá. Này cho chế hai xuống thục cá nha. Cái này hẹn hoài mà chưa có thục. Cái này cho ông cậu xuống thục nữa. Được không cậu? Nè em cậu làm tài công chở gia đình Cù Lao Nhãn ra khơi. À. Đi nhiêu năm rồi mới chạy máy lại em ơi. Lâu lắm rồi. Hồi xưa ông cậu đi bán hả con? Dạ. Cậu đi lên tới vùng trên mà lấy ấu rồi về cho mẹ đi qua trường học mới bán. 80 vậy. Tính ra chuyến này thất bại nhưng mà vẫn vui ha mẹ. Tại chuyến này câu cá không dính. Nhưng mà vẫn vui. Tại vì trời mưa chứ không phải làm gì câu cá không dính. Mưa quá trời mưa. Đấy ngoài kia mưa quá trời mưa luôn á cô chú chị. Mưa vừa mưa rồi vừa sóng. Nhà mình đi cái chiếc vạt này lớn cũng không sợ. Quay má lên tay. Má tay. Mà lâu từng sông lên cục. Quắn xuống lên con. Các nhà ơi, thì nãy giờ gia đình Thành cũng chạy tới gần tới phà ha mẹ. Tới phà. Tới phà đường mình đi chợ rồi. Bây giờ lúc nãy thì cũng có ghé bẻ được ít bận. Bây giờ ba Lộc cũng xuống, Thành với ba Lộc sẽ xuống. Không biết chị Hai có xuống không chị Hai? Quan nhân rồi để coi ba Lộc xuống chưa.
Vậy giờ mình xuống mình thọc kiếm ít cá không sao. Dạ, đi bắt cá không sao. Dạ. Ê, ngoài mình xuống vô tay ai? Đi xuống tắm bụng vô tay. Đi xuống tắm đây. Bữa nay xuống tắm bụng. Giờ tay xuống rồi là không chịu lên luôn á. Lọc mấy này rồi tay đẳng. Xuống hồi dính đi dưới luôn. À. Mèo ở đây đại. Sao ba Lộc? Đi về để đẳng. Cái này có chắc nữa mới mình thục dính đâu nữa mới à. Đãi à. Bãi này cũng là cái bãi à, lúc trước mình hay đi thọc với anh Mập rồi nè ha bà Lộc. Anh có trước thọc bãi này với anh Mập nè. À. Mập với anh ốm. Có hai bà. Dính nè. Trời ơi, đã vậy. Dính rồi nè. Vô thùng. Học con. Học con. Cái này là đi cố tình đi bào cho có mới về nữa. Có mới về à. Ờ nhiệt tình à. Ba lại qua chị tới đây. Rồi, cái này chắc lúng mất tiêu cái giới quá. Chị hai đợi xuống. Wow. Có cá dặn hồn rồi đó hả? Có rồi đó. Hang nhóc chân là phải đó ba lọc. Nhiều khi mình đi mình đạp cái hang nó nhảy ra luôn chứ. À, anh giờ cái này nó ít hang hơn rồi đó. Ít hang nó nhiều quá. Chị hai lần. Chị hai đâu có biết hang đâu, chị hai thấy hang chị hai thục đại. Kỳ á. Dài dài đây chứ. Dài dài đây chứ. Đây đây đây, ở đây có cái hang nè ba lần. Mới nè. Em thấy có nè. Ôi ôi. Bự nè. Ít hơn lúc trước nhiều lắm rồi. Đâu thật, đây là cái hàng này con nè. Em khóa hàng hết trơn à. Trời đất ơi. Cầm nó đi khóa hàng. Chứ hai đi theo cầm thùng trong quá mà Lộc. Thiệt à. Lộc kể chết thôi, mấy cái hàng này sao. Thôi đây, ngã hàng đó là chết. Ngã hàng đó là. Vậy là hụt vô đúng không? Nãy tục cái hàng cho ngon quá. Lần thêm tiếp đi nhé. Cái chuyện nếu phóng ra em đứng như đây em chụp sẵn ra đâu là cái cũng cầm sẵn mà chưa sao vậy hả chưa thấy gì hết mà có một con này chứ. Ê hay vậy. Wow, đâu thấy chưa. Đúng không, đúng không ba Lộc? Đúng chết thục rồi. Thôi cho ba Lộc thục cái đó đây, ba Lộc đụng đó chưa. Ừ. Xuống đây. Mẹ trên bờ đây. Mẹ trên bờ đây. Hay quá Lộc ơi. Quá dữ dằn luôn. Ba Lộc dữ chết cũng phải làm cá lấy uy tín cho ba Lộc mới được. Đây đây đây, đây để Lộc nhóc bên dưới này nhóc à. Chị hai giờ đi theo cầm thùng. Chị hai đi theo cầm thùng rồi nãy giờ chưa được con nào chưa có không? Wow, quá chợt cái gì vậy? Có cá lục đã thì cái tới chột mất ngay luôn á. Nãy giờ ba Lộc làm cũng có cá chột rồi đó. Đâu? Cho chai nước lọc. Dính thiệt rồi đó. Trọng thưởng cho cục sình con luôn nè. Ê, à, hay vậy. Em đục hang này hai con luôn nè. Hai con luôn anh bà. Hai con luôn. Dạ hả? Chỉ hai dính được hai con rồi ha. Nè, hai con để đụng với lên chứ. Đây, 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 tới liền. Hai con luôn hả? Thấy không? Một con bự luôn nha. Một con, nè, đang có nè. Wow, dữ vậy? Hai con mà hơi nhỏ ha bà Lộc. Hai con hơi nhỏ. Đây này ngon quá. Tại nó chia phần ăn hai con á. Ok, ok thôi. Nhảy ra hả? Nhảy ra. Rồi rồi, hai nhỏ không nhỏ không sao. Nhảy ra hai nhỏ. Cái nhỏ không sao. Hang bự cá nhỏ uống vậy. Không phải hang bự là cá bự hết ba Lộc. Rồi hang bự cá bự. Nãy giờ á ba Lộc chứ hai đụng cái hang nào cũng hụt hết trơn á. Sao vậy chứ? Sao vậy? Không à. Không có gì hết. Mấy con này chứ. Con bỏ mà nó thằng. Để xịn không hổ nói gì. Dạ. Mấy hàng này đã. Có mình đó. Này mới chát luôn hết nè. Trời ơi. Nhảy ra. Ủa Lộc vừa cá bự quá. Cái hàng này sâu. Trời ơi. Con cá hết biết to lớn luôn nè. Bà Lộc dính rồi đó.
Mà Lộc ơi, hang này sâu quá à, chứ ha, không tới. Còn cá hết bự luôn, tới giờ đừng cá này mập nhất. Nãy mưa rồi, giờ nắng lại ha rồi. Nắng lại hốc quá. Mướn. Có hang nhát đâu. Mắt nó sâu quá hả? Đâu. Nó sâu tốt. Đây ra đây, hang rất là cái này có hang nhát mà. Ha. Có tiền sáu à. Đây em. Rồi chứ hang này không có cá rồi. Nó sâu quá chừng, không có cá đâu. Đang chọc cái này. Giờ mình chuẩn bị mình về thôi. Lây là có mày. Dạ cả nhà ơi, hôm nay á, gia đình Châu đi trải nghiệm ở ngoài sông á, nhưng mà do thời tiết không có tốt á, cho nên là mưa nắng gì tùm lum hết trơn, không có gia đình đâu có câu được cá gì hết trơn á. Rồi lúc đi về á, thì ba Lộc cũng có thuộc được một ít cá bông sao. Thì về thì bữa nay mẹ cho sẽ kho bần. Thì bần thì ở đây nãy mình cũng có vẽ được luôn, mình cũng có vẽ được ít bần nữa. Thì với mình cũng có chuẩn bị thêm được ít rau để hồi nữa mình ăn kèm. Dưới đây là cá. Cá này thì giống như là trên đường về á, rồi không có cá gì đem về hết trơn á, cho nên là thấy người ta mua bán, cho nên là gia đình quyết định mua luôn. Cá này thì cá ngát ha chị? Đúng rồi, con cá ngát. Cũng có một cái con cá giống con cá ngát này là con cá quát phải không cậu? Gâu quát. Cá ra thì nó không ngon bằng cá ngát. Con cá quát thì cái đầu nó bự, cái mình nó ốm. Mà cái thịt nó dai hả? À, nó không ngon. Con cá này thuê tiễn 150.000 là con cá kia nó chỉ có 100.000 à. Dạ. Thì con cá kia thì nó cũng 7-10 với cá này, nhưng mà nó sẽ rẻ hơn hay mà. À, bởi vì con mua con để ý là con thấy con cá mà cái đầu bự trời giờ mà mình nhỏ là con cá quát á. Không phải tại nó ốm mà tại nó cá quát mà vậy. Tại cái giống cá loại đó. Cái đầu nó còn, cái đầu nó giật nét. Giao mẹ kho cá luôn ha. Dạ. Để tấu đi. Thì bữa nay đi là lúc đi cũng sớm á cô chú anh chị. Đi lúc đi thì nắng, rồi lúc chuẩn bị về thì mưa, rồi nắng lại nữa. Nắng rồi mưa rồi nắng. Bởi vậy gia đình thất thu quá chừng luôn, không có được chiến lợi phẩm gì đem về hết trơn. Nấm cái thò than lên có buộc cháy cái tàn cho mưa không nướng được cá không nướng luôn. Ủa nghe ủa ghê em cậu, mấy ký than ủa quá ha, mà lọc tiếp ghê. Vô tay bên này đi vui không, vô tay bên này đi vui không con hả? Vui. Tại thích đi trải nghiệm ở ngoài đó. Có tay thấy gì xù ra có tay phái trời ơi thọt vào xuống có cái mà nó không ra, có nhầm đứa nó không chịu ra biển đó, nó thấy nó sợ. Còn nhỏ này nó thấy nó chịu. Nó thích. Ừ. Lúc đầu tay mà nó nhát không cậu nhớ không? Chuyến đi võ đầu tiên đó. Chút hồi dạng khoái. Khoái đi dạ đòi đi hoài luôn. Đòi hoài chuyến này mình đi dọc nước luôn. Chắc cuối tuần sau mà nếu mà thời tiết thuận lợi chắc mình làm chuyến cho vô tay đi nữa. Chịu không vô tay? Có tay chịu không? Vô không tay? Có tay chịu không? Chịu liền. Bây giờ mẹ sẽ tí tỏi mỡ nha mẹ. Tí tỏi. Anh Huy với tỏi. Với tỏi. Để mình chuẩn bị làm nước nha. Ừ. Cái gì mình cũng cứ dài hết là. Tỏi gần mấy cái bán vậy. Thì cái con cá ngát này nó làm cái món gì mới ngon thấy không cậu? Nó chỉ có canh chua bằng là món là nhất của nó mà. Rồi dạ. Lẩu cũng được, người ta đã làm nhiều món lắm, nhưng mà mình ở đây chỉ có cái chua bằng là ngon nhất. Còn cá bông sao này thì mình có nướng muối ớt một lần rồi, như mình cũng có nấu như kiểu là kho lạc với bằng nha mẹ. Thì ăn cũng rất là ngon. Còn không biết còn cái món gì nữa hay không? Dạ. Cái gì sao ạ? Dạ. Cái con cá thường thường á là con cá biển á thì con kho bằng là ngon hơn là kho me. Dạ. Hay là con nấu con chua gì cũng vậy, bằng là nó ngon hơn, vì là nó thích hợp với nó. À. Còn như con cá đồng á thì con phải nấu me. Cá đồng thì mình nấu me nó ngon hơn. Ừ. Mà bữa nay mình đi mình không có học được cá bóng kèo nhé, ta làm. Không chị. Không chịu. Ừ, mỗi bữa mình đi học có cá bự bự không ha. Dạ. Chứ này không biết con cá bóng kèo hay sao luôn. Với lại như nó hết mùa hay sao? Chắc con nghĩ hết mùa. Cũng lạnh quá đó. Mà bây giờ nó vô vụ mùa cá bóng kèo. Dạ. Vô như nước gông này nè, như nước gông này người ta chả lấy dính cắm kèo dữ lắm nè. Sâu vậy. Cá bằng giúp.
này bẻ bằng cái ham á ha mà. Mấy trái này mới dốt rồi con, mấy trái này dính trái này bị da cám. Cái gì mình bỏ vô nó mềm cái vàng này. Cái này nó vậy mà nó thơm quá. Cá này lâu chín để thả trước. Xíu thì mình cho cá không sao luôn sao hay mà. Ừ, cá không sao nó mau chín lắm con. Sao nước sôi bỏ vô. Dạ. Cái ngát này mà nấu mẻ ăn cũng ngon lắm nha mà. Hồi nãy mình con mẻ mình chưa có chua thành ra mẹ không có nấu mẻ. Dạ. Sao bàn cá này chín rồi nè, bỏ cá này vô luôn. Dạ. Bỏ cá lông sao vô là ăn đó nha, dọn cơm được rồi đó nha. Cá lông sao vô luôn hả mẹ? Ừ, cá lông sao vô luôn. Cái món này là lần nào ăn cũng hao cơm lắm rồi ba. Có cái mùi bằng nó dễ ăn con. Yên tâm đi, nãy chế nấu một nồi cơm. Bà Lộc nói bà Lộc có bữa lắm. Bữa nào mình nấu cá bông lau, nấu cái chua bận bữa đi mẹ. Ừ. Mà cá đó thì chắc phải mua. Đầu mùa tới giờ luôn mẹ. Con chưa ăn cá bông lau luôn, tức là lâu dữ lắm luôn rồi đó mẹ. Ừ. Đây. Nhưng mà cá đó mắc lắm. Biển bắt cho cá bông lau dưới biển đó để xuống luyện. Cá bông lau ở dưới biển. Cá bông lau ở nước ngọt anh ơi. Ủa nước ngọt đó mẹ. Cá bông lau xong mình nó mới ngon con luôn. Mời cả nhà và mình dùng bữa cơm chung với gia đình Thành luôn nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Giơ tay bữa nay như đi về cái thuận lợi quá hay gì vậy? Phải. Phải à. Về đói bụng quá trời ha ba Lộc. Đói bụng quá trời. Mắt đã mưa lớn thiệt lớn nữa. Người đói mà giờ lạnh. Dạ. Mày còn làm cá trước chưa? Để con tự thưởng. Tự thưởng không cho mình đi. Cái này không có ba Lộc là đói đâu mà đó. Nó béo. Nóng rồi không? Wow, quên lấy cái chén này cho thịt đẹp. Cái nồi này quá trời hấp dẫn rồi mẹ. Ngon. Sản của vùng quê hả ông cậu? Cái này chị này như là sắp cái dĩa rau này hơi bị đẹp rồi nè. Lên tay rồi hả? Rau này có rau nhút với phụ nèo hả mẹ? Rau nhút với phụ nèo con. Nèo với rau nhút này thì ăn lẩu thì nó trúng bài à. Lá này thường thường tao kêu bằng tai tượng á anh ha. Ở quê mình là kêu bằng lá tai tượng. Đúng có phụ nèo, tai tượng. Phụ nèo với tai tượng là giống nhau. Anh nhân luôn con. Dạ. Còn phụ nèo tụi con chưa biết ăn đâu. Dạ. Còn một cái loại là cái bông nó trắng, cái loại gì mà ở trong mương mới có mà ở ngoài sông không có mẹ. Ừ, rau mát đúng không? Rau mát cái đó là bông tím, còn cái cây cù nèo là bông trắng, còn cái này là bông vàng. Dạ. Cái này là cái tượng. Con cá này ăn cái thịt làm sao? Còn cái kia. Làm như cá này chế bắt cái gì mẹ? Chắc vậy á. Nèo này ăn ngon hay không ăn? Nèo ăn lên thuốc á. Bỏ đại nèo không thì nó ăn. Nó hơi nhẫn nhưng mà ăn rất là ngon ha mẹ. Mẹ thích ăn cùi nèo. Từ giờ mình ăn nó không có độc, nó không có gì chất sâu gì. Còn phải ăn cơm nhúc. Mình ăn xong cái nó có cái vị ngọt ngọt hay cậu ha. Mày cậu ăn cái đi. Nó mau hết nước quá không cậu? Dạ, nãy thiếu nước nè. Dạ. Thêm nước cho mình. Nó quất lắm. Kêu chăm thêm nước. Bỏ rau vô nè. Hai gấp hết định. Nó hết đèn cậu. Có bà ngon thế nè, ăn nó không bị ngán. Ba Lộc ăn rau nhút nhìn thấy cũng ngon nè. Ba Lộc nó đưa rau nhút chứ.
nó có độ giòn lão quá. Em khoái nhất là câu nhúc mà vừa để vô nhúng ha bà Lộc. Ngọt cay hết thật. Giòn. Còn mình để lâu cái nó dai. Vô tay thì sao rồi vô tay? Thịt nóng giờ. Vô tay ăn cái chén nó ăn được, còn cái chén kia y ăn được y nhăn nhăn lại bị nóng. Chén bị nóng. Bưng không được. Cái chén này mình bưng rồi nóng. Nóng. Như thế nào chắc mình là làm lại một cái chuyến trải nghiệm mà chắc mình cũng chuyển chỗ ha nè. Giờ trải nghiệm với đâu thì từ từ mình sẽ bật mí sao ha. Cũng có cái dự án nè. Nên dự án sửa đổi lại mới được. Bữa nay trải nghiệm không thành công cho lắm. Tính là tại trời mưa chứ. Đúng rồi. Cái nước này mà Trang ăn với cơm cháy nữa thì hết sảy ha bà Lộc. Ngon lắm, nó chua chua còn ngọt đã lắm. Con cậu thích rau đó, cậu để con để thêm như cho. Để rau như thế. Con cậu thì thích rau lá cù nèo, còn ba Lộc thì thích rau nhút. Rau nhút dịu rau. Bởi vậy dịu rau mới hết. Còn giơ tay cái gì giơ tay? Giơ tay thì thích ăn cá. Ăn cá. Thấy không con? Con thích ăn gì? Ăn cá. Nè đây mẹ cho con một cá nữa nè. Cá thử cho cục cá. Giơ tay luôn. Một chút nữa con vẽ cái này ra nè con, vẽ cái xương với anh nè. Cá uống sao còn nhóc hết trơn nè. Dạ. Hồi nãy sợ ăn đủ mới để là con cá ngát chưa nè. Hồi ba Lộc nó học hay thiệt luôn á. Thục lắm mà, thục. Dạ, công sức của mày vui. Dễ ăn đâu. Qua bữa nay chế hai ra tay luôn. Chế hai học luôn. Chế hai học chế hai ngon á. Em có thấy anh hai có thấy ngon không? Chế hai là đi bắt cá rồi là dở lắm. Nhà này em hưởng hết thì em bắt cá hay còn mấy đứa nhỏ bắt cá. Không biết Thục có thục cá thì ra xong quá trời. Út anh cũng vậy đó, em thấy Thục vô lại chị ăn. Thục vô về thì cá chạy lòn. Hình như không biết cái thằng ngách đâu à. Mà lòng ta Thục không ra trời. Nó vô con nào là nó bắt được ngách. Bởi vậy. Nó con cũng chặn đầu chặn nước tùm lum chân mà nó cũng chạy ra. Không, mà ba Lộc Thục chạy ra nghe gột theo bắt lại dính luôn. Lộc hay là hay vô đó. Hay còn nhanh đâu cậu. Đứa này muốn thực vô hang thì cá chạy gà. Thục như ba Lộc vậy là hết cá luôn. Cá chạy gà nói chúc bạn may mắn lần sau ạ. Sao nấu cái rau này nè anh hai? Ăn cái bông nó ngon hơn cái mà anh thấy có vậy không? Cái bông á, bông ngon hơn. Thái trời. Dạ cả nhà ơi, nãy giờ thì gia đình Trang cũng dùng xong bữa cơm rồi. Giờ thì Trang cũng xin phép kết thúc video tại đây nên cả nhà. Cuối video thì cho phép trao gửi là chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi hết video nha. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ở video sau nha. Bye bye. Bye cả nhà.